Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta có thể thấy một điều là thị trường crypto đang ngày càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết đúng không? Sau khi mà Ủy ban Chứng khoán Mỹ, đó chính là SEC, đã chính thức phê duyệt và ra mắt là 11 quỹ hoán đổi danh mục ETF Bitcoin Spot của những cái ông lớn phố Wall như là ARK Invest này, BlackRock, Bitwise, VanEck, vân vân. Theo như mình nghĩ á, thì kết quả này sẽ dẫn tới việc là thị trường crypto sắp tới sẽ có thể chứng kiến một cái nguồn tiền rất là lớn từ thị trường tài chính truyền thống chạy vào thông qua những cái quỹ ETF này. Và sau Bitcoin thì mình nghĩ sẽ đến lượt Ethereum và sau đó là đến lượt các hệ sinh thái Layer 1 khác sẽ bắt đầu được hưởng lợi từ cái dòng tiền này. Một trong số đó chính là Sui, một blockchain non-EVM đã hoàn thành hai vòng gọi vốn trị giá đến hơn 350 triệu đô của mình trong 2022, dẫn đầu bởi những cái quỹ đầu tư danh tiếng như là A16Z này, Binance Labs này, Zoom Crypto, vân vân vân. Và trong hệ sinh thái của Sui thì có một dự án tên là Scalop. Và Scalop là nền tảng lending hàng đầu đang được phát triển trên Sui blockchain, với cái sự tăng trưởng vượt bậc về TVL trong cái khoảng thời gian vừa qua. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về những cái điểm nổi bật cũng như là tiềm năng phát triển trong tương lai của dự án Scalop này nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Ok, trước khi đi sâu vào dự án Scalop thì có lẽ là mình sẽ giới thiệu sơ lại một chút về Sui blockchain nhé. Sui là một cái nền tảng blockchain non-EVM Layer 1 thế hệ mới, tập trung vào cái khả năng mở rộng và tính bảo mật của blockchain, cùng với đó là giảm cái độ trễ trong việc thực thi các smart contract. Đội ngũ xây dựng của Sui blockchain là Mr. Lab. Có thể nói là Sui ra đời trong một cái khoảng thời gian mà thị trường crypto đang trải qua một cái giai đoạn là gọi là downtrend khá là khó khăn. Tuy nhiên thì dự án này vẫn mang trong mình rất là nhiều những cái tiềm năng to lớn, đem đến cho nhà đầu tư những cái kỳ vọng lớn lao nhằm hiện thực hóa cái vấn đề blockchain dilemma sau Solana. Và để làm được điều đó thì Sui có những cái ưu điểm vượt trội như sau. Thứ nhất là khả năng mở rộng và xác nhận tức thời. Sui sẽ giúp hỗ trợ xử lý và lưu trữ dữ liệu mở rộng theo chiều ngang, tức là nó sẽ mang lại cái tốc độ xử lý giao dịch cao và độ trễ thấp. Thứ hai là về ngôn ngữ lập trình. Sui sử dụng ngôn ngữ Move cùng với một chút cải tiến để phù hợp với lại mục đích phát triển của mình. Cơ chế này của Sui thì được gọi là Object Centric Model. Sui cũng sử dụng DAG, Nawa và Bullshark giống như là một cái memory pool và cơ chế đồng thuận Byzantine Fault Tolerance để đảm bảo cái tính tin cậy và nhất quán của giao dịch. Và cuối cùng là thứ đã làm nên tên tuổi của cả Sui và Aptos, đó chính là Parallel Execution. Parallel Execution là một cái cơ chế xử lý giao dịch đang được những cái blockchain Layer 1 thế hệ mới áp dụng một cách rộng rãi. Bởi vì cái giải pháp này là sẽ giúp giải quyết những cái vấn đề liên quan đến việc tắc nghẽn mempool mà đã làm giảm những cái thông lượng mạng lưới của các blockchain EVM thế hệ cũ. Ok, giờ thì mình sẽ đi vào cái dự án Scalop. Scalop là dự án tiên phong trong lĩnh vực lending và borrowing trên Sui blockchain và cũng là giao thức DeFi đầu tiên nhận được cái tài trợ chính thức từ Sui Foundation. Với việc luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng tương tác và tăng cường tính bảo mật, nhằm xây dựng một cái money market thế hệ mới trên Sui, tương tự như những cái tổ chức tài chính truyền thống chuyên nghiệp khác bên ngoài. Scalop luôn cố gắng mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Qua đó nhé, dự án sẽ cung cấp những cái khoản cho vay với lợi suất cao, những cái khoản vay với lãi suất thấp, những chương trình ưu đãi hoặc là những công cụ quản lý tài sản crypto cho cả người dùng bình thường là những trader chuyên nghiệp trong thị trường. Một số những cái đặc điểm nổi bật của Scalop mà mình có thể kể đến như sau. Thứ nhất, họ là những người tiên phong về mô hình vay và cho vay của Compound V3, độc quyền trên non-EVM blockchain. Thứ hai là họ được trang bị hai cái layer SDK phù hợp cho những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thứ ba là họ có một cái giao diện người dùng tương đối thân thiện. Đồng thời, họ cũng hỗ trợ những cái chiến lược multi oracle và có một cái đội ngũ dày dặn kinh nghiệm về an ninh mạng. Ok, một số thành tựu mà Scalop đã đạt được. Thứ nhất là họ đã đạt được cái vị trí dẫn đầu trong cái cuộc thi gọi là Sui Builder House Seoul Hackathon vào tháng 6/2023. Và họ đã giành chiến thắng trong cái cuộc thi là Move Hackathon được tổ chức bởi WebX Circle vào tháng 7/2023. Họ đạt được vị trí thứ 3 cho hạng mục Best Overall trong cuộc thi Sui X KuCoin Lab Summer Hackathon vào tháng 7/2023. Và họ đang phát triển trở thành một cái money market phát triển lớn nhất và nhanh nhất trong hệ sinh thái của các blockchain sử dụng ngôn ngữ lập trình là Move. Scalop sẽ hoạt động theo cơ chế lãi suất phân tầng dựa trên giá trị tài sản thế chấp. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cả người cho vay này và cả người đi vay. Bên cạnh đó, việc sử dụng cái SCA token của họ trong tương lai cũng sẽ mang đến nhiều những cái ưu đãi về lãi suất và những cái lợi ích khác dành cho người dùng. Mô hình hoạt động của Scalop cũng sẽ tương tự như là mô hình thế chấp của Compound. Scalop cũng sẽ token hóa những cái khoản nợ của người dùng dưới dạng là Scoin, tức là Scalop Market Coin, giống như là SUSDC hoặc là SSUI, kiểu như vậy. Đây là những cái công cụ tương tự như là những cái Liquid Staking Derivative,
Tức là người dùng sẽ nhận được Escoin làm bằng chứng về cái quyền sở hữu đối với lại cái tài sản thế chấp mà họ đã gửi vào trong Scalop. Escoin sau đó có thể là được sử dụng cho những cái sản phẩm tài chính phái sinh khác, chẳng hạn như là thanh toán những cái nghĩa vụ nợ, vân vân, kiểu như thế. Lãi suất mà Escoin mang lại cho người dùng á, sẽ được cộng dồn vào giá trị của chúng theo thời gian. Và do đó mà tỷ giá giữa Escoin và đồng coin mà chúng đại diện cũng sẽ tăng theo thời gian để phản ánh cái lãi suất thực nhận, chứ không phải là giữ nguyên cái tỷ lệ 1:1. Nghe thì có vẻ hơi khó hiểu một chút, nên là mình sẽ giải thích một cách dễ hiểu như sau. Ví dụ nhé, nếu mà giá của SUI là 1 đô và tỷ giá giữa SUI và SUI là 1:1.03 thì giá của SUI lúc này sẽ là 1,03 đô. Thì tức là nó sẽ cho thấy cái lãi suất 3% mà người dùng nắm giữ SUI nhận được. Đó, khá là đơn giản phải không? Bên cạnh đó, dự án Scalop còn sử dụng cái mô hình là Trilinear Interest Rate, tức là họ sẽ cung cấp 3 cái cấp độ lãi suất riêng biệt. Mỗi một cấp độ được kích hoạt ở các mức sử dụng vốn khác nhau. Tức là khi mà người đi vay sử dụng nhiều đòn bẩy hơn, tức là sử dụng nhiều vốn hơn, thì Scalop sẽ đảm bảo rằng những cái người dùng mà cung cấp những cái khoản vay á, sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn để phù hợp với những cái rủi ro về thanh lý và vỡ nợ gia tăng. Những cái người đi vay á, thì thường họ sẽ có những cái xu hướng là gửi những cái loại tài sản ổn định để vay ra một cái loại tài sản biến động hơn, nhằm cái mục đích là giao dịch trong ngắn hạn. Tương tự thì họ cũng sẽ nhanh chóng giảm cái đòn bẩy khi mà cái chi phí vay tăng lên. Vì vậy vai trò của Scalop lúc này á, là tạo ra một cái sự cân bằng giữa khả năng chấp nhận rủi ro của một người và chi phí cơ hội liên quan đến việc phân bổ lại tài sản tài chính của một người khác. Do đó thì cái mô hình của Trilinear Interest Rate của Scalop sẽ được tối ưu hóa để mang lại cho cả người cho vay này và cả người đi vay cái mức độ và phản ứng cao hơn trước những cái điều kiện gọi là biến động của thị trường. Về cơ chế thanh lý của Scalop, thì Scalop sử dụng một cái cơ chế thanh lý mềm, tức là soft liquidation, nhằm tạo cái môi trường linh hoạt và công bằng dành cho cả người cho vay và người đi vay. Khi tài sản thế chấp giảm xuống dưới ngưỡng nhất định, thì Scalop sẽ kích hoạt những cái thông báo về thời gian gia hạn, và điều này sẽ cho phép là cái người đi vay cơ hội để tăng thêm cái tài sản thế chấp, nạp thêm tài sản thế chấp á, hoặc là trả một phần khoản vay để đưa mức cái tài sản thế chấp về cái mức cân bằng an toàn. Nếu người đi vay không tăng thêm tài sản thế chấp, hoặc là họ không trả lại cái một phần cái tài sản đã vay ra, thì Scalop sẽ bắt đầu cái quá trình thanh lý. Một phần của cái tài sản thế chấp của người đi vay sẽ được bán lại trên thị trường để lại hoàn vốn lại cho cái người cho vay và cả giao thức nữa. Quá trình thanh lý sẽ tiếp tục cho đến khi cái khoản vay này được trả hết, hoặc là giá trị tài sản thế chấp đạt đến một cái ngưỡng an toàn cụ thể. Bên cạnh đó, Scalop có cả cơ chế phạt đối với lại những cái khoản vay bị thanh lý, và có cả những cơ chế thưởng đối với những cái người dùng mà tham gia vào quá trình thanh lý tài sản. Thông thường thì cái mức phạt thanh lý sẽ cao hơn cái mức thưởng, và Treasury của Scalop sẽ nhận lấy cái phần chênh lệch này. Thì đây gọi là Liquidation Reserve Factor, hay còn gọi là hệ số dự trữ thanh lý. Ví dụ nhé, một mức phạt thanh lý được áp dụng là 10%, trong khi mức phần thưởng dành cho người dùng khi mua lại những cái tài sản thanh lý là 5%, thì cái Liquidation Reserve Factor lúc này sẽ là 5%. Đó, khá là đơn giản mà phải không? Ok, thì sau đây sẽ là các thông số về cái tình hình hoạt động hiện tại của Scalop. Thì Scalop hiện tại đã đạt mức TVL đến hơn 40 triệu đô và là money market lớn nhất ở thời điểm hiện tại trên hệ sinh thái của SUI Blockchain. Hơn 1,4 triệu địa chỉ ví sử dụng các sản phẩm của SUI. Bên cạnh đó, Scalop còn tích hợp được với những cái nền tảng swap và bridge khác như là Wompo, Cetus, Kriya, FlowX. Đồng thời, những cái giao thức khác như là Tibus, Kai Finance, SUI Pearl trên SUI Blockchain đều được xây dựng dựa trên cái công nghệ của Scalop. Với tính năng lending, hiện tại Scalop đang hỗ trợ người dùng 5 loại token khác nhau, bao gồm SUI, USDC, USDT, Cetus và VSUI. Trong đó SUI là cái loại tài sản đang được người dùng cho vay nhiều nhất. Với tính năng borrowing, dự án đang hỗ trợ 8 loại tài sản khác nhau như là USDC, USDD, SUI, VSUI, HASUI, AFSUI, Cetus và Ethereum. Về token quản trị SCA sắp ra mắt của Scalop, thì tổng cung tối đa dự kiến sẽ là 250 triệu token. Về token allocation thì sẽ dành cho cái phần gọi là cung cấp thanh khoản 45%, dành cho những cái thành viên đóng góp cho dự án là 18,5%, dành cho dev và operation là 4%, dành cho advisor là 2%, dành cho đối tác chiến lược là 10%, dành cho hệ sinh thái và cộng đồng cũng như là các hoạt động marketing là 8,5%, dành cho cái việc mà tạo lập thanh khoản là 5% và bỏ vào treasury 7%. Về quá trình vesting token thì đối với lại những cái dự án contributor thì sẽ có 5% unlock tại TGE, khóa trong vòng 1,5 năm và vesting trong vòng 3,5 năm sau đó. Đối với lại advisor sẽ có 5% unlock tại TGE, lock 1,5 năm và vesting trong 3,5 năm sau đó. Đối với lại dev và operation sẽ unlock dần trong vòng 5 năm. Đối với lại những cái nhà đầu tư thiên thần thì sẽ có 5% unlock tại TGE,
lock trong 1 năm và vesting cho vòng 3 năm sau đó. Đối với lại những cái nhà đầu tư tại vòng pre-seed round sẽ lock trong 1 năm và vesting trong 2,5 năm sau đó. Đối với lại những nhà đầu tư vòng seed round sẽ có 8% unlock tại TGA, lock 1 năm và vesting trong vòng 2 năm sau đó. Thì token SCA có thể được sử dụng cho các mục đích giống như là bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị dành cho những cái sự thay đổi và những cái nâng cấp đối với lại dự án Scallop. Thứ hai là giảm chi phí khi mà sử dụng các tính năng của Scallop sau này. Thứ ba là làm phần thưởng khi mà cung cấp thanh khoản trên dự án Scallop. Về lộ trình phát triển, trong quý 1 2024 sắp tới thì Scallop sẽ dự án là sẽ phát hành token SCA của mình nè. Đồng thời là cũng ra mắt cái Scallop Tool V2, ra mắt cái kênh Telegram và Discord của dự án, ra mắt Synthetic Asset Pool và ra mắt Isolate Pool. Trong quý 2024 sắp tới thì đầu tiên dự án sẽ ra mắt chức năng gọi là Collateralized Real Asset, tiếp tục khởi chạy trên những cái chain khác. Đồng thời là cũng họ cũng sẽ dự tính là sẽ ra mắt cái tính năng gọi là Cross-Chain Lending này và Leverage Lending. Về đội ngũ phát triển thì Scallop được phát triển bởi đội ngũ có nhiều kinh nghiệm trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau như là DeFi này, an ninh mạng này, giao dịch định lượng, tức là Quantitative Trading á. Đồng thời Scallop cũng đã nhận được nhiều đầu tư từ nhiều những cái quỹ đầu tư cũng như là dự án khác nhau như là Mr. Lab này, Sui Foundation này, Supra Oracle này, rất là nhiều. Ok, vậy thì tổng kết lại á, trên đây là những cái giới thiệu về dự án Scallop, một trong những cái nền tảng lending đang được phát triển trên Sui Blockchain. Thì theo như mình thấy thì thị trường crypto đang ngày càng trở nên sôi động hơn trong 2024 sau khi mà những cái quỹ Bitcoin ETF được thông qua. Trong tương lai không xa thì mình nghĩ có thể chúng ta sẽ được chứng kiến một cái dòng tiền khá là lớn chạy vào trong thị trường. Và đây sẽ là lúc mà chúng ta bắt đầu để mắt đến những cái dự án mà đã và đang phát triển rất là mạnh ở thời điểm hiện tại và trong cả cái giai đoạn downtrend vừa qua. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Thì rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối cùng. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe. Và đừng quên là nhấn chuông thông báo để nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.